Dạ, Ngọc Lâm xin chào quý khán giả. Là buổi sáng nay hiện tại Ngọc Lâm đang có mặt ở tại phòng vẽ của trung tâm chấp cánh, cái nơi mà ngày xưa Ngọc Lâm cũng đã từng học nghề vi tính ở trên này. Thì hôm nay Ngọc Lâm có lên trung tâm thăm các anh em ở đây, thì ghé vào phòng vẽ thì có tình cờ gặp được anh Lộc. Đây là anh Lộc. Anh Lộc chào quý khán giả đi. Chào quý vị khán giả. Dạ, thì đây anh Lộc là cái một cái anh cũng đã bị tai nạn, khuyết tật, bị chấn thương đầu ở cái giả, thì anh bị yếu một chân và bị liệt một tay bên một một bên tay kia, đúng không anh? Tay trái đúng không? Tay trái. Anh nâng được không ta? Đó thì tay anh Lộc chỉ nâng lên được như vậy thôi, cái biển giả chứ không cầm nắm được gì cả, còn phải tập biết bao nhiêu năm mới được như vậy. Thì bây giờ em xin hỏi về câu chuyện cái cuộc đời của anh với cái những cái công việc này kia để chia sẻ với Nguyễn Lã cùng biết ha. Thì hồi đó là của anh Lộc năm sinh năm bao nhiêu? Anh tuổi tuổi mùi sinh sinh năm mấy mấy Bảy chứ chín à, sinh năm 79. Anh cưới vợ lâu chưa? anh cưới vợ 2003. Quê anh gốc là ở đây luôn đúng không? Quê Là anh thành phố gốc ở quận quận 10. quận 10, sau đó chuyển về Bình Tân đây. Rồi sau này hình như em nhớ là hồi đó nhà anh có đường, có nhà ở đường ngoài xoài đúng không? Sau này nhà anh chuyển qua Bình Chánh. Thì cưới năm 2003 thì anh có mấy đứa con? Anh có một đứa con trai, Một đứa con trai. nay nó 14 tuổi. Này đang học lớp 89 rồi ha. Ủa mà hồi đó anh Lộc đang có mạnh gì đây, anh Lộc làm nghề gì? Hồi đó anh làm hớt tóc này. Làm tóc rửa tóc luôn. Sau này cái năm rồi có một đứa con, thì vợ hồi đó vợ anh làm gì? Vợ anh làm công ty bông bông chen. Làm công nhân bên trên. Rồi năm bao nhiêu là anh bị tai nạn nha? Lúc đó là anh thấy đại hớt tóc ít 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 tiền quá, anh chuyển qua làm quán quán ăn Anh bán quán ăn rồi ngay lũy bắp bích. Mấy người sao mà tai nạn này rồi bị sao? Lúc đó trời mưa quá, cũng 11 giờ rồi. Anh sợ mẹ chồng anh chạy lúc đó trời trời mưa, nước sắp sắp, anh không thấy ổ gà, Mình chạy đi đón mẹ hả? ngã ngã ba. Chạy đi đón mẹ là người bị sập của nhà bé bé là nó có đập đầu cũng cũng hả? Thì ai ai đưa anh đi cấp cứu anh nhớ không? Đó bà bán quay ngay Thầy ngay nhà ở cái bên đó, bà nghe nghe cái đùng, bà chạy cấp ra cứu thấy là cao người anh bất anh bất đi cấp tỉnh, cứu thì bị tai nạn đưa giao thông đưa anh rồi viện rồi anh nhiều đó là có phải mổ gì không, có phải mổ đầu mổ gì không? bác sĩ Mai Mai mọi bị mốt ha, bây giờ nó bị nó bị nó mốt chút nữa rồi. Hồi đó là cái tay với cái chân này hồi đó là liệt luôn đúng không, một bên là bị liệt luôn rồi. Anh có điều trị nằm ở bệnh viện điều trị lâu không? cũng điều trị cả tháng trời. Ở tháng rồi về về nhà nó tập tâm lý bác giờ sĩ thấy chưa? hồi đó chăm cứu còn anh cái chân Chân cũng là về cái tập cỡ một năm sau anh mới mới đi đi được, lại được. về cái tập tành đi trị liệu thêm đúng không? Còn cái tay châm cứu thì chỉ nâng lên được thôi chứ bây giờ cũng không cầm nắm gì được đúng không? Bác sĩ nói anh mất khoảng 50%. 50% sức khỏe rồi. Sau khi mà bị tai nạn vậy đó thì anh cảm thấy thế nào, tâm trạng sao? Nó anh nản buồn quá ha. Trai mà không ngờ mình bị vậy, đâm ra này mất 50% sức khỏe rồi, cũng mất mất đi phong độ đẹp trai nữa rồi. Rồi
rồi vợ anh như thế nào, là có chăm sóc anh được một thời gian dài không, hay là bao lâu mà vợ anh lại ra đi? Anh với vợ sinh sinh con rồi, mẹ sợ lên nói ra chứ vợ anh bị máu sẵn hậu rồi. Mẹ anh nói dốc đấu đúng không? Anh đấu vợ. Đi về quê thăm bạn anh rồi nửa tháng mới về, mà mẹ anh với vợ anh cũng tin, có nghĩa là vợ anh nó mới sinh đúng không? Rồi anh bị vậy cái mẹ anh đấu là nói lão bộ là anh đi về quê chơi khoảng nửa tháng rồi mới lên đúng không? Rồi vợ anh bao lâu mới biết? Về quê xong rồi vợ về quê về quê mẹ để dưỡng đẻ. Rồi bao lâu vợ anh mới lên? Bao một tháng sau vợ anh mới lên, rồi thấy anh bị vậy vợ anh khóc quá trời. Vợ anh khóc sốc quá trời ha. Rồi sau đó là sao mà vợ anh lại ra đi, chẳng cần bỏ anh con mới mua ra đi? Thấy anh bị tật nguyền vậy rồi không lo cho vợ con được, buồn nó. Vợ tự làm con về bên ngoài hả, rồi ở dưới đó luôn? Tự anh làm đơn, anh tự anh làm đơn đi không, rồi vợ anh ký. Rồi thật sự là lúc đó xảy ra cái tai nạn này đã rất là đau thương rồi, mà đến vợ của mình anh cũng viết đơn cho đi thì đó anh cũng đau khổ lắm. Thì rất là đau khổ đúng không? Thì cảm giác của anh lúc đó anh có nghĩ là mình sống về vô vị không, hay là anh cảm thấy như thế nào? Như lúc đó để cho anh sống được làm chi vậy đó, anh khổ thêm. Lúc đó mình cứ nghĩ tới tâm trạng buồn, cũng nghĩ tới chết cho xong đúng không? Nhưng mà cũng giống như hàng mặt tự lúc đó cảm thấy nặng không? Là chán nản. Nhưng mà chắc sau đó có gia đình, có cha mẹ. Nhờ mẹ anh lo lắng cho anh mới có được ngày hôm nay. Anh cũng thương mẹ anh. Có mẹ, đúng rồi, cha mẹ luôn luôn là người ở bên cạnh mình trong những lúc khó khăn đau khổ nhất đúng không? Cha mẹ đã giúp cho anh vượt qua nỗi đau được. Ủa rồi năm bao nhiêu là anh vào trong đây học vẽ? Hai nghìn lẻ sáu, cuối năm 2006. Đúng rồi, hồi đó thì anh cũng vào cùng đợt với em ha, em cũng vào anh á. Là 2006 anh vào đây học vẽ. Anh vô nhà em mắng là trước anh tập vật lý trị liệu thôi. Sau đó anh vô đây học vẽ. Sau đó thấy mấy anh trong nhà em mắng vẽ đẹp quá rồi. Anh cũng học. Mà hồi đó xin trước chị Tiên á. Trước đó anh đâu có biết vẽ đâu phải không? Trước đó anh đâu biết vẽ đâu không? Sau này vô đây học vẽ. Anh cũng biết vẽ sơ sơ, là anh chưa có học vẽ mấy. Rồi anh Lộc có nhớ là anh học vẽ được bao lâu á, thì anh có thể vẽ được một bức tranh bán được hơn một năm hay hai năm hay bao lâu? Anh nhớ là cỡ hai tháng sau anh vẽ một bức con cọp á, sao chép đúng không? Nhóc người Tây thích quá mua sao chép con cọp đúng không? Ồ hay quá, thì chỉ có trong vòng có 2 tháng dễ bút chị á. Và phát họa chị sao chép phát họa chị lại mà đã có người mua rồi. Mua cái đá tiền bao nhiêu? Lúc đó là bức tranh em nhỏ và bán khoảng 400 ngàn 400 là năm 2006 lớn lớn lắm đó, cũng bằng phải 400 triệu bây giờ đó. Vậy là quá tuyệt vời rồi, mới có 2-3 tháng. Còn em vào tòa nhà em mắng em học vi tính cái chục năm, cả 7-8 năm mà về em biết có thể làm ra tính tiền. Được là anh mới có 2 tháng mà vẽ trang bán được là 400 này quá. Giờ chị Tiên giúp đỡ cho anh thì tất cả
ở đây anh em mình ở đây tới đây có trung tâm để học nghề vi tính rồi mẹ cũng nhờ có mẹ tin mình trung tâm các cô chú anh chị em giúp đỡ cho mình học nghề của ngày hôm nay. Thì anh Lộc đây cũng là một thành viên của phòng vẽ đó, cái điểm là phòng vẽ này thì có cũng rất là đông anh em học và ra nghề, thì có những anh em bây giờ cũng về quê, có những anh em cũng còn làm đi làm ở đây. Hôm nay thì hôm nay có các anh chỉ có anh Lộc, anh Dương, anh Tín còn một số anh em khác thì mình đi khám bệnh với hôm nay mình đến nhà. Thì quý vị đã xem cái phòng tranh rất là nhiều tranh đó, quay bên này này nó có rất là nhiều tranh ảnh rất là đẹp, có sao chép và có sáng tác. Thì bức tranh này là đều do chính các bàn tay của các anh chị em khuyết tật ở đây vẽ cả đó quý vị đã. Thì nếu quý vị khán giả nào á yêu thích tranh ảnh muốn đặt vẽ tranh á thì xin hãy liên hệ với trung tâm của nhà may mắn của Hồng Lâm nhé. Có thể trung tâm liên hệ với anh Lộc hoặc anh Dương nữa em đó. Thì yêu thích cái bức tranh như thế nào thì từ xa cũng có thể đặt được. Thì khi vẽ xong thì trung tâm và các anh ở đây sẽ gửi qua đường bưu điện đóng gói đó, tới chuyển cho quý vị đã. Thì đó, thì hôm nay cái câu chuyện của anh Lộc thì hôm anh có tham gia Hát Mãi Ước Mơ 1, 2 và 7 thì anh được cái giải nhất là 50 triệu. Thì cái số vốn đó về là anh Lộc tới nay Lộc nó làm được những cái gì rồi, có lo cho con học hành á? Nói chung anh gửi cho anh gửi số tiền nó về quê, về quê cho bà ngoại ha, bà ngoại lo cho đứa con trai học hành. Còn vợ anh, vợ anh có hay về thăm con không? Lâu lâu mới về. Rồi nghe nói anh cũng mua, anh có mua cái loa để loa hát nó để cho mọi người xem đúng không? Rồi anh chứng khoán cũng có hát nữa đúng không? Anh Lộc thì hát rất hay, thì được 50 triệu cái đợt mà tại quán quân của Hát Mãi Ước Mơ 1, 2 và 7 của Liên Đảng. Thì anh Lộc có gửi tiền để lo cho con nó cái quê học hành nè, rồi điều trị bệnh cho mình, rồi mua cái loa đấy để cho mọi người thuê. Thì tới hôm nay gặp lại anh Lộc, lâu lắm rồi gặp, thấy anh Lộc rất là mập mạp đây này, khỏe mạnh. Mừng thấy em mập mạp. Anh em khỏe mạnh nè, rồi anh Lộc cũng vẫn lên đây vẽ để có tranh để bán thường xuyên để có thu nhập sống. Đó, thì anh em khuyết tật như Ngọc Lâm với anh Lộc thì Ngọc Lâm thì nặng hơn anh Lộc rất là nhiều, anh Lộc thì nhẹ hơn nhưng mà cũng rất là đi lại thì cũng khó khăn, cũng phải đi xe lắp. Anh đi xe lắp điện hả? Đi sắp xe lắp điện lên đây là hai chỗ. Anh đi xe lắp điện lên đây. Một tay thì cũng bị yếu là không có tự anh làm một mình. Thì đó, bây giờ anh cũng tự sinh hoạt một mình cũng đỡ anh em rất là nhiều. Thôi cũng may mắn là cuộc sống mà anh em đã... nói chung là bị vậy chẳng ai muốn. Đúng rồi, chẳng ai muốn cả thôi. Thôi phải cố gắng mà ha. Em cũng vậy, em cũng phải cố gắng cả. Mình phải cố gắng là từ từ rất là nhiều. Như em thì em phải cố gắng 100 lần. Ai cũng vậy, phải cố gắng cả 50 lần, 100 lần để mà mình có thể khỏe mạnh, mình có cuộc sống ổn định giống như bao người từ những người khác. Nói chung là phải cố gắng vươn lên đó. Thì rồi lâu nay á là cha mẹ anh chắc cũng đỡ buồn hơn rồi ha, cũng thấy anh khỏe mạnh. Thấy anh khỏe mạnh vậy mẹ với ba mừng. Thì con đỡ chút gì. Lâu nay anh bán được nhiều tranh không? Bữa với tới giờ dịch Covid nó bán chậm hơn, tại vì dịch bệnh Covid này kia cũng ảnh hưởng tới mọi ngành nghề, nhất là mua bán các thứ. Em với em cũng bán hàng cũng chậm lắm, thì trai ngại cũng vậy thôi. Anh em mình cố gắng ha, lúc này mọi người đều cố gắng chung đó. Thì bây giờ là hai tháng nữa gần không có tiền, gần tới Tết rồi. Thì đó, hôm nay Ngọc Lâm có gặp anh Lộc để chia sẻ về cái câu chuyện của anh Lộc, và anh đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn ở đâu, là bị tai nạn này, sau đó phải tự mình viết đơn
kiếm tế cho đi tiễn vợ lấy vợ con thì mới quay một hai cái nuôi lại vươn lên là sống làm việc rồi bây giờ lo lại cho con cái rồi đi thành cũng vui vẻ lên nhưng mà mình không xin nợ đừng chờ anh lòng của anh lòng rất là đâu hay phải tại ta không tránh thôi cho người ta nói thôi cứ tùy duyên đi ha ở đời mọi thứ tùy duyên kể cả vợ chồng cũng vậy thôi thì đã không bàn riêng với nhau thì mình mỗi lần nơi này cũng miễn là cảm thấy người vợ của mình vui hạnh phúc thì mình cũng vui ha mình có con cũng có động lực biết đâu sắp tới mai mốt anh Ngọc lại quên được một người khác người vợ tuyệt vời thì sao đúng không đó, thì bây giờ quý vị khán giả sẽ cùng xem anh Ngọc vẽ ha anh Ngọc đang vẽ bức tranh rất là dễ thương này đây có hai cái bức tranh chú chó đang ngồi đã vẽ Noel đã vẽ xong gần xong ở trên rồi còn bên dưới là có một chú chó là ngồi đè lưỡi có bàn tay của con này mà rất là dễ thương này đang ve hỏi cái này là người ta đặt anh Lộc hay là anh Lộc vẽ để bán đây anh vẽ để bán rồi bây giờ anh vẽ Lộc ủng hộ rồi có ai mua rồi mình cứ vẽ sẵn đây ha ai mua thì mình sẽ bán ha rồi bây giờ anh Lộc vẽ đi cho quý vị cũng khán giả cùng xem một chút về cái công việc của anh Lộc bây giờ anh Lộc cũng đang làm một họa sĩ của phòng tranh của trung tâm sách tái và may mắn đây thì các anh em khuyết tật có rất là nhiều cái trung tâm của Ngọc Lâm có nhiều cái nghề để cho các anh em lựa chọn học không có nghĩa là đó là vẽ này may này rồi vi tính này học một công việc là về nghề đá này mình tất cả đều được học miễn phí nhưng mà đây là học miễn phí hết rồi khi trung tâm cũng đã khi mà có vẽ sản phẩm rồi thì trung tâm đã nhận các cái nguồn hàng và nhận đặt hàng ở các nơi đó quý vị anh nhân mạnh quân đó đặt thì sẽ chuyển cho các anh em vẽ đó và sau đó các em sẽ bán tranh sẽ được có tiền đó và trung tâm sẽ giữ lại những cái phần tiền chi phí còn tiền khác thì các anh em khuyết tật cũng sẽ được hưởng đấy đó mình hẹn lọc lông vẽ bức tranh cũng rất là dễ thương quá trời chú chó vẽ ra theo cái tâm thấy nó đẹp mình yêu thích mình vẽ theo những cái đó. Ủa rồi anh Lộc mỗi ngày là anh lên đây vẽ từ sáng tới trưa rồi anh về hả? Thấy chiều luôn vẽ tới chiều anh về ha rồi bữa nào bệnh hay mệt thì lại không lên ha rồi còn bữa nào khỏe bình thường mình vẫn lên vẽ đúng rồi bàn tay đẹp quá có dễ thương quá lúc này làm bán bao nhiêu ví dụ bán cỡ 800 cái này là mình sáng tác đúng không bức tranh này khoảng 800 ngàn cái điểm đã rất là đẹp còn mỗi bức thứ này là của ai không hả bức điều này nè đúng không một tiếng thì các anh em ở đây vừa vẽ sao chép mà vừa vẽ sáng tác mà ai đặt thì cũng vẽ hết luôn quý vị đã thì những bức tranh rất là dễ thương Ngọc Lâm cũng rất là thích tranh ảnh mà Ngọc Lâm không có vẽ được Ngọc Lâm lại thích thơ văn nhiều hơn vẽ phong cảnh chủ yếu là anh đặt nó lắm vẽ theo yêu cầu ha đặt ai đặt thì mình vẽ chú chó là làm rất đẹp bước này gần hoàn thành rồi ha anh ha à, anh vẽ tiếp đi sắp mà hoàn thành đó thì quý vị anh đã theo dõi video thì thấy những bức tranh rất là đẹp dễ thương của rất là nhiều các anh em khuyết tật họa sĩ ở đây vẽ thì Ngọc Lâm xin một lần nữa nhắc lại là nếu quý vị khán giả nào có yêu thích tranh ảnh và muốn đặt vẽ những bức sao chép hay là những bức sáng tác hay là đặt vẽ theo yêu cầu thì cứ liên lạc với
trung tâm của Ngọc Lâm nhé, trung tâm sẽ hoặc là anh Dương hoặc là anh Lộc là để đặt hàng vẽ thì các anh sẽ vẽ và giao hàng cho quý khán giả tận nơi luôn ạ. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Thì hôm nay Ngọc Lâm có lên chơi trung tâm thăm anh em Bùn Nhã để gặp anh Lộc chia sẻ về cái câu chuyện của anh Lộc về cuộc sống, cuộc đời, về trải qua những cái biến cố của cuộc đời để trở thành một họa sĩ như ngày hôm nay. Thì cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã theo dõi cái video này. Mong là quý vị khán giả đã xem, chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ Ngọc Lâm nhé. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Chào tạm biệt quý vị khán giả. Chào tạm biệt quý vị khán giả. Bye. Chào tạm biệt quý vị khán giả.